Xin cảm ơn các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ xưa cần ốc của chúng em hôm nay. Hôm nay cơ sở đồ xưa chúng em xin giới thiệu đến các bác về một bộ trường kỷ Vũ Sơn cần ốc Sa Cừ ạ. Và cơ sở đồ xưa của chúng em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bác những clip vừa qua đã ủng hộ bên cơ sở đồ xưa chúng em rất là nhiều ạ. Và cơ sở đồ xưa, các bác nào truy cập kênh YouTube Đồ gỗ xưa cần ốc của chúng em thấy hay thích đẹp về kênh YouTube Đồ xưa cần ốc của chúng em, cho cơ sở em một like và một đăng ký kênh để cơ sở em ngày một phát triển và ra những video mới để giới thiệu đến các bác về những sản phẩm độc lạ và bên cơ sở đồ xưa chúng em ạ. Bây giờ em sẽ giới thiệu đến các bác về một bộ trường kỷ Vũ Sơn này. Và tiếp tục giờ em sẽ đo về thông số trước cho các bác ạ. Trước tiên em sẽ đo về phần mặt bàn trước cho các bác, em sẽ tính theo mặt trên. Chiều dài 171,5 cm và chiều ngang 79,5 cm, chiều cao 76 cm, chân 12 cm các bác nhá. Chất liệu nào cũng gụ, miền Bắc em gọi là gụ, miền Nam miền Tây gọi là gõ mặt cũng mặt ạ. Và băng ghế dài, băng dài 192 cm và chiều ngang 60 cm, tổng chiều cao của tựa là 121 cm ạ. Và tất cả đều là được chất liệu là gỗ gụ hay còn gọi là gõ mặt cụ mặt ạ, và được cẩn ốc Sa Cừ Singapore và kết hợp với đá cẩm thạch tự nhiên ạ. Và các bác có thể đến lại gần đây để xem chi tiết về cái bộ trường kỳ Vũ Sơn này của bên cơ sở đồ xưa của chúng em ạ. Hàng cực kỳ là VIP luôn các bác nhá, mặt đá tự nhiên này, đó, đá vân núi thì cực kỳ đẹp luôn, đá cẩm thạch và mặt này đều được cẩn hết ạ, cẩn cây tùng cúc trúc ạ, bốn mùa xuân hạ thu đông ạ, hàng cực kỳ đẹp luôn. Đó, hàng em bao đẹp cho các bác nhé, hàng cực kỳ là dày dặn và chắc chắn luôn. Đó, phần trước đây, phần trước là đục chim hoa các bác nhé, cây mai, cây cúc ạ, chim hoa cực kỳ đẹp luôn, hàng cực kỳ là dày dặn các bác nhé. Đó, dày 3 cm ạ và 2,5 cm, cực kỳ là dày luôn. Đó, chân đến đục đầu lân chân cá, mà đầu lân chân cá cực kỳ đẹp. Đấy, bằng ghế dài đây, bộ ghế này được đục chạm là bốn mặt các bác nhé, và bốn mặt như nhau luôn. Đây này Vũ Sơn ạ, giữa là cây tùng nọc ạ. Đó, khung là cẩn dây neo linh chi cực kỳ là kỹ, khung là bản 4x4 ạ, mà 4x4 cm. Đó, hàng em bao đẹp cho các bác nhé. Băng ghế dài này ở mặt đấy gồm có ba viên đá, và vân thì các bác khỏi chê rồi, vân thì cực kỳ đẹp. Đó, phần tay này tay cực kỳ đẹp luôn nhá, tay là cẩn đục chạm là cây tùng và trúc ạ. Chân đầu lân chân cá đây, mặt sau đấy, mặt sau kỹ đẹp luôn. Đó, khung này được cẩn hết này, và tứ quý và các ô này, cây mai này, cây trúc tùng này và cúc ạ, bốn mùa đó, tùng cúc trúc mai, và có bộ tựa này cực kỳ đẹp luôn. Hàng em bao đẹp cho các bác ạ. Bác nào xem video của kênh YouTube đồ gỗ xưa cần ốc của chúng em thấy hay thấy đẹp, hãy cho cơ sở em một like và một đăng ký kênh để cơ sở em ngày một phát triển và ra những video mới để giới thiệu đến các bác. Đó, em quay sang phần bên ghế băng dài này cho các bác xem trực tiếp hơn ạ, về cái bộ ghế này của ngày 28 tháng 2 này em sẽ gửi hình chi tiết cho các bác ạ. Bác nào quan tâm cái bộ trường kỷ Vũ Sơn này liên hệ với cơ sở đồ xưa của chúng nhá, qua số điện thoại 0941 111 552, em sẽ gửi hình chi tiết cho các bác ạ. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Các bác nào ở gần có thể đến tại cửa hàng của em tại Hà Minh, Hải Hậu, Nam Định. Bác nào ở xa thì có thể kết bạn số điện thoại Zalo 0941 111 552, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác ạ. Và các bác nào xem video không rõ liên hệ với cơ sở em qua số điện thoại Zalo, và các bác có thể truy cập kênh YouTube đồ gỗ xưa cần ốc của chúng em thấy hay thấy đẹp, hãy cho cơ sở em một like và một đăng ký kênh để cơ sở em ngày một phát triển và ra những video mới để giới thiệu đến các bác về những sản phẩm mới độc lạ để cho các bác cùng được tham khảo và chiêm ngưỡng những sản phẩm của bên cơ sở đồ xưa chúng em. Và em xin báo giá luôn cho các bác, bộ ghế này gồm có 3 món, giá là 55 triệu ạ. 55 triệu là bộ ghế 3 món này, hàng cực kỳ đẹp luôn. Và đồ xưa cần ốc của chúng em xin trân trọng kính chào các bác và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Em xin chào, cảm ơn ạ.